Có đứa bé nhỏ này nè, hồi đó mà đi đến chùa lúc nó còn nhỏ, nó đến chùa nó cũng lì lắm á, nó lì luôn. Vậy đó mà cháu khi mà đi đến đây học thời gian lâu á, bây giờ cháu thay đổi nhiều lắm luôn. Cháu thay đổi rất là nhiều, và cháu có cái giống như cái mộng là được học sinh trong trường cũng là giỏi này kia rồi đó. Vậy mà cháu đi đến đây học tập và biết niệm Phật, từ từ giờ cháu được học sinh giỏi luôn. Và gia đình cháu có nhiều cái chuyển biến tốt lắm. Rồi cái cháu nhỏ này từ từ tính tình thay đổi tốt luôn. Rồi từ từ nghiêm túc, đàng hoàng, ngoan, dễ thương, gặp người biết chào hỏi này kia. Còn đó mới đến chùa không biết chào hỏi, cứ gặp cái là gì đi à. Vậy mà đi đến chùa nghe những đức viết, đi đến chùa gần chùa chuyện niệm Phật viết, tự nhiên cháu chuyển cái nghiệp, tự nhiên mặt vui vẻ, biết chào hỏi này kia, thấy không? Nên á, con cháu mình học là có thời gian. Thật sự mà nói á, được đi vô chùa là cháu đã có thiện căn rồi. Nên mình nuôi cái thiện căn cho cháu nó phát triển từ từ. Chứ quý vị đừng có mà đi một hai tuần cái tự nhiên cái mình nói đi hoài mà thấy có kết quả gì đâu. Bản thân của mình già chát luôn, mà mình khi gặp Phật Pháp mà mình còn thấy mình còn chưa sửa được nhiều. Cháu con nít nó đi mới có mấy tuần là thấy không được kiên nhẫn, thấy không? Nên chúng ta muốn dạy một người nó quan trọng có thời gian. Nó giống như là nó tạo điều kiện cho người ta để phát huy từ từ. Nghe từ từ viết cái tự nhiên nhận thức à. Với các cháu nhỏ nó quý, nó thương mình, nó thích. Mình lo cho nó, mình quý thương nó, nó thương mình, thì tức khắc mình mà nói gì biết nghe. Hoặc là mình không vui với nó là nó thấy nó không chịu nổi á. Tại nó quý thương mình không vui với nó là nó sẽ bị giống như bị cái gì đó trong lòng của nó không thể nào chấp nhận nổi. Từ nơi đó mà nó cố gắng, nó tốt. Cố gắng tốt để mà gọi là cho thầy khen mình. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà người làm cha làm mẹ phải nhận thức được. Cả bản thân chúng ta lớn nè, mà có khi bản thân của chúng ta mà có những cái mình còn sai, chứ không chi là nít. Nên mình nên nhìn con nít về một cái ưu điểm nào chút xíu cho nó, chứ đừng có hoàn toàn mình nhìn cháu về khuyết điểm thôi. Nhất là cái việc mà khi con của mình mà nó có những cái mà tâm sự với mình đừng có cho nó là con nít rồi mình phủi lờ. Nít mà nó có khi nó tâm sự với mình phủi lờ nó giống như mình coi nó là trẻ con á. Hoặc là mình lấy câu chuyện nó tâm sự với mình lại đi đùa giỡn. Có khi nó con nít mà nó bị tổn thương không giỡn đâu. Từ đó về sau nó không có thích tâm sự với mình nữa. Nghe không? Nghĩa là có những câu chuyện mình có thể giải thích cho người ta nghe để được hay. Hoặc là nó tâm sự với mình nói rằng là câu chuyện của con rất là hay, mẹ sẽ nói cho thầy nghe để thầy giảng ra không nói tên của con, nhưng nhiều người sẽ nhờ câu chuyện của con mà được tốt nghe. Nghĩa là mình phải nói cho người ta nghe điều đó rồi mình mới nói, thì tự nhiên người ta không bị tổn thương. Còn có những câu chuyện thầm kín của người ta mà mình nói thẳng người ta, hoặc là tâm sự với mẹ cha mà mẹ cha lại phủi lờ, cho rằng mày là con nít noi mà mày nói chuyện như bà già ông già. Mình nói một câu vậy từ đó về sau con mình nó không có chịu tâm sự với mình nữa, không có thích tâm sự với mình nữa. Mà con mà đó là không có điểm tâm sự, vì thì việc buồn cái nặng nề trong tâm tư của con biết nói cùng ai đây, hiểu không? Đó nên á, từ nơi đó mà cái vai trò của người làm thầy, làm cha, làm mẹ, nó có vai trò của làm anh, làm chị, làm bạn. Nó có những vai trò đó. Nó có những vai trò đó thì nó mới có thể giúp đỡ cho các cháu được. Còn nó không có những vai trò đó, con cái mình đi tâm sự với ai đây? Nếu như con cái mình mà tâm sự với người không hiểu biết thì con cái mình có khi nó còn có hại thêm. Nên mình là điểm để cho con cái tâm sự.
Tự nhiên con cái mình cảm thấy hãnh diện vô cùng khi có người cha người mẹ rất hiểu chuyện. Dù là công việc bận bịu nhưng dành thời gian của từng thứ bảy chủ nhật, chủ nhật cái gì đó, dành thời gian cho gia đình, để gia đình có sự tâm sự với nhau. Từ vợ chồng có cái tâm sự với nhau, hiểu không? Nếu như mà mình mà làm được điều này thì gia đình mình hạnh phúc biết bao không. Vợ cũng được tâm sự với chồng, mà chồng cũng được tâm sự với vợ. Có khi ngồi lại bên nhau, có khi có những lời nói tâm sự nha, cởi mở. Mình hỏi công ty làm việc sao sao, rồi chỗ làm của anh làm sao, hỏi qua hỏi lại nhau để có những cái cởi mở, có những cái nó cởi mở ra để rồi mới hiểu. Hoặc là nhắc nhở nhau cái kiểu mà sùng sồn ba mươi mấy bốn mấy này, thì giờ đi làm vô công ty đó, mình là người đàn ông hay người đàn bà tỉ mỉ, những cái việc mà nó chưa đi đến cái chỗ là phiền phức thì mình đã giải thích rồi, mình đã nhắc nhở trước thời gian xảy ra vấn đề. Hoặc là vợ của mình mà bạn làm việc chung á, mà cái thằng nào mà nó chở gì giùm đồ này kia là mình nhắc liền từ đầu, không có đường gì đồ á. Mình đã nhắc trước những sự việc nó xảy ra vấn đề. Thường là người nam người nữ nó nói chuyện ban đầu là những chuyện bình thường thôi, nhưng mà nó nói từ từ nó mới rẽ ra mấy cái đường hẻm. Mới thấy chưa, mình là người đặc biệt là mình nhắc trước thời gian khi nó rẽ qua cái hẻm, thấy không? Chứ mình đợi nó rẽ hẻm rồi thì mình mới nhắc, thì lúc đó có khi gạo nấu thành cơm thất bại, thấy không? Nên thí dụ như con người ta mà nếu không được tiếp nhận giáo dục đó, thí dụ như có vợ có chồng rồi, bản thân người ta nó sẽ tự nghĩ rằng là giống như nó muốn thay đổi khẩu vị, không hiểu đạo mà. Mà khi nó thay đổi khẩu vị một lần là từ đó về sau nó rất dễ dùng khẩu vị này lâu dài. Ban đầu thì thật sự chỉ thử để mà thay đổi khẩu vị thôi, nhưng mà về sau lại thay đổi lai rai. Đó là cái chuyện của gia đình đã xảy ra những cái mầm mống đi đến chỗ tan vỡ. Nên mình phải nhận thức chỗ này nghe. Nên cái việc mà đi đến đây mình nghe về đạo làm con, chứ thật sự thì người làm cha làm mẹ nên đến. Những đức nói cặp vợ chồng mà có hai đứa con, một đứa con, ba đứa con, tuần thứ bảy nào cũng đừng nên bỏ. Những đức thấy hạnh phúc vô cùng. Con thì được chơi với cùng các bạn biết đạo. Con mình từ nhỏ đã được gầy dựng cái duyên cùng với những bạn biết tu trong chùa, biết đi đến chùa, cỡ nào cũng biết đi đến chùa nè, thấy chưa? Thì cho con mình được kết duyên với các bạn biết đạo vẫn là có phúc đức hơn. Còn hai vợ chồng thì được ngồi băng ghế nói chuyện, hoặc đi vòng vòng ngắm hoa, quý vị thấy hạnh phúc chưa? Có một cái hoàn cảnh tuyệt vời gì mà còn không biết trân quý. Đây là một hoàn cảnh tuyệt vời đó, gọi là một cái điểm mà gọi là đi đến, gọi là lành mạnh đặc biệt đó, vui mà gọi là có tư tưởng của tâm linh. Con người mình thường tối tâm là vì mặt tâm linh mình nó bị mờ á. Nếu như con người mình mà được bồi dưỡng về mặt tâm linh của nội tâm á, thì con người mình sáng lắm. Mình sẽ rất là trân quý những nhân duyên mà chúng ta được có gặp nhau trong cái cuộc đời này. Con người ta cứ thường á, chờ khi đổ vỡ rồi mới thấy luyến tiếc. Thật sự mà nói, cái sự đổ vỡ, khi đổ vỡ rồi là muốn ghép lại khó lắm. Giống như ly nước đã đổ rồi, mình muốn hốt lại cũng không có được như thở ban đầu. Nên chúng ta đừng có đợi nó đi đến ngày đó, mà muốn nó được giữ gìn được cái hạnh phúc cả đời mình trong một mái ấm gia đình thì phải cần được bổ túc. Hạnh phúc lắm mới được vợ biết Phật pháp, chồng biết Phật pháp, và đôi vợ chồng này là người quyết định để dẫn con đi đến Phật pháp để được nghe giáo dục, hạnh phúc vô cùng. Khi học tập xong rồi đi về, cảm thấy gia đình mình nó hạnh phúc lắm. Về tới nhà tự nhiên gia đình mình thấy nó đặc biệt. Dù là nó không có giàu sang gì nhiều, nhưng mà gia đình của mình cảm giác như là nó bình an lắm vậy đó. Giống như nó biết đủ lắm vậy đó. Tự nhiên vợ chồng quý trọng nhau về cái đạo đức hạnh phúc là chính, chứ không phải nói gì hoặc chắc quá cao. Thí dụ như mình là một người đàn ông ra lăng một chút, dù những ngày lễ hay những ngày mình đi đâu hay mình đi chỗ nào đó, mình đi công tác, mình đi về là quyết định gia đình phải có một món quà. Món quà cho vợ,
rồi tặng mua món quà cho con. Tự nhiên cha đi đâu cái gia đình ai cũng trông về. Từ nơi đó bản thân con người mình biết cách thì duy trì được một gia đình hạnh phúc tuyệt vời. Còn bản thân người vợ cũng vậy, mình cũng mua quà cho chồng mình chứ. Dù giờ chồng có cái đồng hồ rồi nhưng mà lâu lâu mình cũng đổi tông đồng hồ mới, mua đồng hồ mới chứ đừng có nói ông có rồi mua làm chi, hiểu không? Hoặc là mua cho ổng cái nón, ví dụ đi, lâu lâu mình đổi tông một cái nha. Đó, mình nên làm cái việc gì đó nó mới mẻ một chút. Đối với cái cuộc sống trong cái xã hội phát triển này sống động quá, chúng ta phải phát triển cái sự sống động trong cái cuộc sống để cái gia đình mình nó không có bị khép kín quá. Chở gì gia đình nó cảm thấy nó là một cái tổ ấm bình yên, chứ đừng có để mà chở gì gia đình mình mà cảm thấy nó bị nặng nề vì những cái không khí nó mệt mỏi. Cái không khí mệt mỏi đó là tự nhiên cái tác động của cái đôi vợ chồng và gia đình con cái, nó nặng nề vì vật chất, nó nặng nề vì tiền bạc, nó quá nặng nề. Mà về mặt tâm linh đó mà nặng nề thì cái gia đạo này làm ăn có thịnh đâu, 100% có thịnh. Tại vì một cái gia đạo mà bước vào cảm giác cái gia đình này nó nặng nề quá là làm ăn có thịnh vượng đâu. Một con người làm ăn thịnh vượng là phước nó đang thịnh, là con người nó rất phóng khoáng, rất là phóng khoáng. Dù là họ chưa có giàu nhưng họ luyện được một cái nội tâm là tâm trạng họ rất là phóng khoáng, thì đó là phước đang thịnh. Còn một con người mà si phước là họ cảm giác như họ bị tiêu cực vậy, họ có những cái góc độ bị tiêu cực. Nên con người có thể nuôi được cái tâm trạng đó là việc quan trọng nhất để thành đạt sự nghiệp trong cái cuộc đời của mình. Nên tất cả các cháu còn nhỏ, các con đừng bao giờ mặc cảm khi mình nghèo, cũng đừng bao giờ mặc cảm khi mình bị mất mát bất cứ một cái gì trong cái cuộc đời này. Đừng bao giờ đem cái đó ra để cho rằng mình là con người sẽ bị thua sút người khác. Chưa chắc. Một người học thiệt giỏi chưa chắc sẽ thành đạt hơn là một con người học rất dở. Một con người học rất dở chưa chắc rằng cuộc đời của họ mãi mãi sẽ không ngóc đầu lên nổi. Chưa chắc. Các con nhớ, con người nó có phúc đức khác nhau. Nếu như các con học dở mà các con học được một tư tưởng, học được một tư tưởng, khi đi đâu chơi hay là các con hợp bạn rồi, các con là con người thường là phóng khoáng, có những tư tưởng tuyệt vời để giúp cho các bạn được vui, có những ý tưởng tuyệt vời mà các bạn luôn luôn thu hút, vì mình là các bạn thu hút, hiểu chưa? Là tự nhiên các con về sau các con chắc chắn là một con người thành đạt. Vì sao? Vì các con thu gom được nhiều tư tưởng của người khác quá, nên các con như vậy mới là người rất đặc biệt. Còn nếu như một đứa trẻ mà nó chỉ có cái chuyện mà để chú tâm cái chuyện học tập quá cao độ, đặt vấn đề về học vị quá cao, thì đứa bé này đa phần là nó không biết giao tiếp. Một đứa bé mà quá đặt vấn đề về học vị là đứa bé thiếu khả năng giao tiếp. Mà một con người thiếu khả năng giao tiếp dù có học vị cao đi chăng nữa cũng là vô dụng. Vì cái khả năng giao tiếp mới đi đến chỗ thành công. Còn thiếu khả năng giao tiếp, ai tiếp nhận mình mà cho mình cơ hội để đi đến chỗ thành công đó. Nên mình tạo điều kiện cho con của mình mỗi tuần thứ bảy để có khả năng giao tiếp. Các con đi đến đây các con giao tiếp giỏi hay không? Thí dụ như bây giờ các bạn nam, các bạn nữ nhỏ nhỏ này, các con giao tiếp khả năng cỡ nào? Thí dụ như thằng con trai nhỏ bên đây mà tự nhiên nó có khả năng giao tiếp, nó chơi được với tất cả các bạn nam này, nó quen hết trơn. Tự nhiên thứ bảy nào đến cái là các bạn gặp nó mừng quá trời luôn. Còn các bạn gái nhỏ nhỏ để gặp bạn nam này cũng thấy thích, kêu anh Minh, trời giờ này anh mới đến hả? Tự nhiên bạn nữ nào cũng thấy thích người bạn nam này. Thì đó là khả năng giao tiếp các con rất giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Mọi góc độ các con là khả năng giao tiếp là cao. Còn nếu như đứa này nó trọng vào học vị quá, nó chỉ giống như nhủi đầu vào cái đống sách thôi, thì tự nhiên khả năng của nó chỉ nhìn vào cái góc độ trong những cái dòng chữ của nó viết ra, mà nó không đem những cái dòng chữ nó học được để đi quảng bá, thì cái khả năng giao tiếp nó quá kém. Con người nó tự nhiên nó đi vào tiêu cực của cái học tập, tuy nó học giỏi nhưng đi vào tiêu cực của cái học tập. Còn cái đứa nó học không có giỏi nhưng nó đi vào tích cực của sự học tập, hiểu chưa? Cái tích cực của học tập nó giúp cho con người ta rất là thành công nha. Nó, còn cái tiêu cực của học tập con người này về sau sẽ khổ đó. Tuy là có học vị nhưng lại dở. Con người thường họ đi vào tiêu cực của học tập, họ có học vị, nhưng về sau cái bắt nguồn của đi làm của họ, họ không chịu làm những công việc từ căn bản đâu.
Họ luôn luôn là họ cho họ là người có học vị cao. Họ phải làm những công việc gì mà phải lương cao, phải đúng như bản thân của họ đã bỏ công ra học tập nhiều năm được cái học vị này. Nhưng mà họ quên mất tiêu đi là họ phải bắt nguồn từ cái thấp nhất để người ta tiếp nhận mình, rồi mình mới có cái căn bản rèn luyện qua cái chiều hướng của giao tiếp và công việc, rồi nhìn nhận từ mọi góc độ, rồi từ nó những điểm đó mình mới bước lên từ từ, rồi mình bước lên cái điểm thành công của đúng cái học vị mình học. Rồi lúc đó là căn bản từ thấp nhất đã biết, rồi đi đến đỉnh cao thì đúng là mới đạt đến chỗ thành công. Hiểu chưa? Đây là quan trọng lắm á. Nếu như trường học mà có một người thầy dạy học mà dạy tư tưởng thì cái lớp học đó là số 1. Trường học nó nhất định gọi là trường học số 1. Vì nếu đa phần đều là trọng học vị thì con người sẽ thiếu đạo đức. Hiểu chưa? Mà con người học vị rất cao mà thiếu đạo đức thì là ác. Cái góc độ của họ là trọng tiền. Họ sẽ làm một cái việc mà có thể kiếm tiền nhiều nhưng họ bất chấp việc ác. Ghê không? Họ làm việc ác để kiếm tiền luôn. Tại vì họ không có học được đạo đức, không học được lực nhân quả. Bây giờ các cháu nhỏ vô đây, từ căn bản còn nhỏ đã nghe như Đức dạy rồi đó. Từ một con ruồi, con muỗi, con kiến còn không dám giết nữa. Chứ đừng nói chi các con đi giết người. Hiểu chưa? Rồi bây giờ những đứa khuyên các con là không được ăn trộm của người ta. Vì cái tâm ăn trộm là một cái tâm nghèo nàn. Rồi những đứa dạy các con là phải có chữ tín, là nói phải thật. Vì chữ tín gây dựng uy tín. Mà gây dựng uy tín thì mới đi đạt đến chỗ thành công. Rồi những đứa dạy các cháu là phải gây dựng chữ hiếu. Vì hiếu đạo mà gây dựng được thì gia đạo mới thịnh. Cái chữ hiếu này nó bao gồm rộng dữ lắm. Khi một người con hiếu thì làm quan là thanh liêm, làm văn là biết chấp hành quy cách đối với nhà nước đưa ra, làm chồng là có trách nhiệm chồng, làm vợ là chung thủy. Người con hiếu là cương vị nào họ cũng rất đặc biệt hết. Họ đi làm công họ sẽ làm rất đúng. Vì sao? Vì họ sợ họ bị có những cái gì cha mẹ họ sẽ buồn. Tại vì họ là người con hiếu mà, đúng không? Nên một người con mà biết hiếu đạo thì chắc chắn là không bao giờ bất hòa với chị, bất hòa với anh, bất hòa với em. Không bao giờ có. Vì sự bất hòa của anh chị em làm cho cha mẹ rất đau lòng. Vì cha mẹ sanh ra 3-4 đứa con, cha mẹ thương bằng nhau. Nhưng mà anh chị em nó lại bất hòa thì cha mẹ đau lòng nhất. Đây là sự đau lòng nhất của cha mẹ, đúng không? Nó nên cái đứa con mà nó có chữ hiếu rồi, nó có rất nhiều cái góc độ rất là sâu sắc. Nó bồi từ cái góc hiếu thôi. Vậy mà đứa bé này nó nhìn nhận ra rất nhiều thứ trong cái cuộc đời này mà nó có thể áp dụng rất là tốt. Ví dụ như tất cả các cháu nhỏ ở đây nè, ví dụ như các con mà là đứa con hiếu thì người ta thấy người ta thương. Mà đứa con mà hiếu thảo bị dạy cái gì mà nó không nghe, dạy nó có góc độ nó nghe đặc biệt. Bây giờ đơn giản thôi, các con phải tập được cái chuyện gặp người biết chào hỏi. Khi mình chào hỏi người ta, mình chào hỏi cho nó đàng hoàng. Thí dụ như các con đang chạy giỡn gì đó, gặp thầy đi ngang. Các con đang chạy giỡn gì, từ xa con có góc độ nhạy bén. Con người á, các con biết, con người đặc biệt từ khi còn nhỏ luyện một cái giác quan nhạy. Nếu như con người mà có được cái tầm nhìn sâu để thành công gì sao á, là từ nhỏ luyện một cái giác quan nhạy bén. Cái giác quan giao tiếp, cái giác quan từ xa nhạy bén. Ví dụ như tuy mình chơi cái gì, mình ăn uống cái gì, mình ngồi chơi với ai, nhưng cặp mắt mình rất nhạy bén khi nhìn từ xa. Thấy ai đến, thấy ai tới, chúng ta đã có sự quan sát liền. Chúng ta đã có sự chuẩn bị trước liền. Ví dụ như bây giờ các con đang chơi vui, gặp thầy chạy xe đạp từ xa thôi đã nhìn thấy. Thì tự nhiên mình nháy các bạn cái thầy tới, đứng lại cái chắp tay, A Di Đà Phật, con chào thầy, nghiêm túc. Thấy không? Đó là cái tập về cái nhạy bén về giác quan. Rồi tập về cái nhạy bén gì? Nhận thức con người. Nếu đứa bé nào mà là một đứa bé tương lai, về sau là một đứa thành công sự nghiệp trong cuộc đời đó, là phải tập cái khả năng là nhìn nhận góc độ giao tiếp. Nhìn nhận được con người sâu sắc qua những chiều hướng ánh mắt. Vừa gặp con người này, mình đo lường được con người này về cái thiện cái ác của họ bao nhiêu phần trăm.
Mà một con người muốn đạt đến cái mặt tâm linh đó là phải cần học Phật Pháp. Phật Pháp dạy con người đạt đến chỗ tâm linh đó đó. Khi giao tiếp với con người mình đo lường được quân tử hay tiểu nhân, để mình cho ra cái thời gian học tập gần gũi với họ là bao nhiêu phần trăm. Mình vừa nghe nó tiếp xúc nói chuyện vài câu mình biết nó quân tử hay tiểu nhân. Mình vừa nghe cái đứa bạn gái này nói chuyện với mình biết đứa này là đứa có thể châm chích làm hại bản thân mình. Mình đo lường được luôn. Nếu như có khả năng học tập rèn luyện từ nhỏ về khả năng đó, thì sau này con người này nếu đi tu là người không tầm thường, nếu ở đời cũng là người không tầm thường, chắc chắn luôn. Nên con người mình cái khả năng nó phát huy cao độ lắm. Học Phật Pháp là có phát triển khả năng rất là hay. Ví dụ như Đức chia sẻ gì đó, coi có những cháu nhỏ nào nó có tầm nhìn sâu không? Đứa nào có tầm nhìn sâu chỉ cần được một đứa, hai đứa thôi thì cũng là kinh khủng rồi, không có giỡn đâu. Nè, thí dụ như cuộc đời như Đức là trễ nhất á, là 29 tuổi gặp Phật Pháp á. Nó tờ giấy này nó tạp quá trời luôn rồi đó. Vậy mà 29 tuổi rèn lại về mặt tâm linh đó, phải không? Vậy mà các con coi đi, rồi tất cả cha mẹ các cháu nhìn đi. Những Đức tổ chức bao nhiêu chương trình như 4 ngày lễ Vía Quan Âm mới đây đó, coi đi. Nếu như á, được chừng 10 ông thầy đang làm việc này trong cái đất nước của chúng ta thôi, thì các con biết là Phật giáo nó đang phát triển cỡ nào chưa? Chừng 10 ông cực lực nhiệt tình làm, nuôi hàng ngàn người già, hiểu không? 10 ông vậy là thành 10.000 người già. Mà 10.000 người già đã chết đi thành 10.000 người già khác xuất hiện. Thì bao nhiêu người già trong cái cuộc đời này gặp được cái diện dưỡng lão tuyệt vời này chưa? Nhớ nghe, đây là một cái diện dưỡng lão tuyệt vời. Vừa dưỡng lão cho người già mà vừa nuôi dưỡng mặt tâm linh cho người già, và lại nhắc nhở người già và chỉ dẫn người già đi đến chỗ an vui hơn cuộc đời này đã đến. Quá tuyệt chưa? Quá đặc biệt luôn. Nhưng Đức nghĩ nếu như đất nước chúng ta nếu có những diện dưỡng lão mà có thể làm ra được những việc này, thì đúng là đất nước chúng ta là một đất nước tuyệt vời, số 1. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề dưỡng lão về cái vật chất đạt đến đỉnh cao nhất, thí dụ như nước Mỹ hay nhiều nước ở nước ngoài, người ta là những diện dưỡng lão có thể đạt về trình độ khả năng về cái việc mà về lo lắng về cái cuộc sống rất là cao, nhưng họ không thể nào đạt về cái tâm linh đẩy vào diện dưỡng lão. Cái nơi diện dưỡng lão, con người ta vẫn bị thấy mình bị cô đơn. Quý vị biết rằng là đa phần những người già trong chùa mình, đa phần, những Đức không nói là viên mãn, nhưng những Đức nói rằng nó chiếm ưu thế 80-90%. Con người ta ở trong chùa mình đa phần người ta không nói đến cái danh từ cô đơn, buồn tẻ. Cái danh từ này người ta không nói tên. Nhưng mà một cái diện dưỡng lão, quý vị có thể cho người ta vật chất rất đầy đủ, nhưng người ta vẫn cảm thấy bị cô đơn, buồn tẻ. Vì sao? Vì nó không có con người để đi đến với người ta. Vật chất thì nó vẫn là phải gọi là vật chất, hiểu không? Thí dụ như một cái dĩa này, dù nó bằng ngọc quý đi chăng nữa, nó cũng vẫn là một vật vô tri, nó không có thể cử động và giao tiếp được với chúng ta. Con người chúng ta là cần con người để đến với chúng ta, và cần con người để giao tiếp với chúng ta. Và con người này có thể là người chia sẻ, người cởi mở, người thương yêu, người lo lắng. Nên con người cần có con người để quan tâm. Từ nơi đó mà diện dưỡng lão phải cần có những con người, mà những con người đó là những con người phải trải qua trường lớp của Phật giáo, trường lớp của giáo dục về định luật nhân quả, dạy họ để rèn họ, nói với họ rằng họ bây giờ đang nuôi những người già này, đừng bao giờ nghĩ lãnh lương, mục tiêu là lãnh lương, mà quý vị phải có một cái tâm thương yêu người già này như cha mẹ của mình, để về sau cuộc đời quý vị khi già đi sẽ có người quan tâm quý vị như bây giờ quý vị đã từng quan tâm người già này đó. Nó phải có một cái trường dạy đó để rèn luyện những cái người
mà ở trong viện dưỡng lão lo lắng cho người già. Và chúng ta phải đầu tư thiệt là mạnh về cái việc cuộc sống của người già trong đó. Vì cuộc đời họ là gọi là già mà nói là dưỡng. Dưỡng là sự lo lắng quan tâm. Lão là già, lo lắng quan tâm cho người già. Thì cái nơi ở người già đó phải thật sự là chúng ta phải chú tâm, phải đầu tư vị trí phòng ốc ở, vị trí đèn đuốc xung quanh, phải làm sao hoàn cảnh nơi đó tuyệt vời. Những cái điều đó chỉ là phụ. Cái cực kỳ quan trọng luôn là tâm linh. Tâm linh là việc cực kỳ quan trọng. Nhớ. Ví dụ như Đức chia sẻ về đi, sau này các cháu nhỏ đây sẽ có những cháu sau này ai biết tụi nó làm cái việc mà nuôi dưỡng lão thì sao? Thì các cháu sẽ có tư tưởng, nghe thầy giảng thì xưa rồi, có tư tưởng. Nên các con còn nhỏ nhỏ gì nè, các con vừa đi học mà các con tập, tập cái cách này nè, chỉ con nhỏ thiệt, nhưng mà chơi với các bạn nhỏ lâu lâu ngồi xuống, các bạn ngồi xuống bàn chơi. Bây giờ không có ai mà ngồi cho mình giảng được chứ. Thì cuối cùng mình kêu mấy bạn nhỏ đến mình nói chuyện cho các bạn chơi như thế. Mình kể chuyện này chuyện kia cho các bạn nghe, với các bạn phái mình, nó gặp mình nó chạy theo thì mình kể chuyện với cái mấy đứa kia, nó đồn ra nó nói bạn, nó nói chuyện hay lắm. Nó đồn từ từ 10 đứa 20 đứa nó đi theo mình. Mỗi lần gặp mình là mình ngồi xuống mình nói chuyện cho nó nghe. Nói chuyện này chuyện kia mình kể chuyện của thầy giảng thôi, kể về tư tưởng của thầy giảng cho nó nghe thôi. Vậy đó mà sau này các con lớn lên, các con trở thành người đặc sắc đó. Người đó là người tuyệt vời trong mọi lĩnh vực luôn. Nếu như tập từ khi còn nhỏ mà có khả năng giảng thuyết á, biết kể chuyện lại, cứ nói là câu đó thầy giảng, câu đó tôi đọc được, câu đó tôi thấy được. Ví dụ như cái người mà có khả năng giảng thuyết đó, người ta chạy xe ngoài đường này, tự nhiên ta thấy cái câu là thà chậm một giây đừng gây tai nạn, ta cũng đặt vào tâm ta liền, nhớ liền cái câu đó. Hoặc là ta đi dọc đường ta thấy cái câu là đoàn kết thành công, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. À, đông cái để vào tâm liền. Tự nhiên mình có khả năng giảng thuyết, thì mình nói, tôi hỏi bạn, bạn đi ngoài đường bạn có thấy cái câu mà thà chậm một giây đừng gây tai nạn, bạn có hiểu câu đó không? Mình đi hỏi họ, họ giải đáp làm sao? Mình hỏi nhiều bạn ngồi chung cho nó giải đáp trước đi, rồi xong mình mới đưa ra cái giải đáp của mình ra cho nó nghe, để cho mỗi người lý luận được cái giải đáp của ai là tuyệt vời nhất. Đó mới là những cái góc độ của những người bạn cùng ngồi chung để gọi là học tập. Cực kỳ hay cái khả năng học tập này luôn. Rồi mình thấy cái câu mà gọi là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Mình hỏi câu này ý nghĩa như sao? Bạn giải đáp đi, bạn giải thích cho tôi nghe đi. Xung quanh nó đều không biết giải thích, mình giải thích cho nó nghe. Mình nói gọn thôi, đơn giản thôi bạn à. Tất cả chúng ta muốn thành công sự nghiệp trong cuộc đời này, cần phải có sự đoàn kết. Sự thành công nào cũng không có một người được đâu bạn. Chúng ta cần kết giao với nhiều người. Để đạt đến chỗ thành công là phải cần kết giao. Nếu như chúng ta chỉ có học vị mà bạn trọng học vị, khi bạn lỡ năm nay thi mà lỡ mà hụt một điểm thua người ta thôi, là trong lòng bạn không phục, bạn tức tối, bạn khó chịu vô cùng với sự thành công người ta hơn bạn. Tôi nói với bạn, bạn là người thất bại về sao? Vì bạn trọng về sự thành công quá mà bạn không biết tán thán người khác thành công. Thì cuộc đời bạn làm sao bằng người khác được? Bạn luôn luôn bạn muốn là tiêu chuẩn của bạn là vượt qua mặt người khác, mà bạn không cho ai vượt qua mặt bạn thì bạn là người rất tiểu nhân, bạn là người rất hẹp hòi. Bạn phải mở tâm lượng bạn ra. Bạn đã cố gắng rồi, nhưng mà năm nay bạn học tập bạn bị hụt một hai điểm. Như vậy thì người ta hơn bạn một hai điểm, bạn nên mở cái tâm ra là bạn đến bạn tán thán người ta là học hơn bạn, bạn mừng giùm người ta hơn bạn, thì tương lai bạn mới thu phục nhân tâm người ta, về sau bạn mới là lãnh đạo. Hiểu chưa? Đó. Nên mình nhìn đứa con mình là mình biết đứa con mình nó có thành công hay không gì sớm học rồi. Nếu nó học quá giỏi mà nó quá kiêu ngạo thì đứa này không thành công. Nó học quá giỏi nhưng mà nó quá trọng học vị, nó không muốn thua ai thì đứa con này thế nào cũng rớt. Nó sẽ vấp ngã một cái rất nặng trong cái cuộc đời của nó. Mình nên chỉ dạy đứa con mình vì nó quá giỏi, nó quá học giỏi mà nó lại không bao giờ chịu thua ai. Thì mình nói đứa con này rằng, con à, nhớ, núi này cao còn núi kia cao hơn.
Con diều có cao, bay cao cỡ nào thì cũng rớt xuống con à. Con người không thể nào chúng ta luôn luôn thành công đâu con. Sự thành công của con hãy chuẩn bị sự thất bại. Thì khi con thất bại thì con mới không đến nỗi bị vấp ngã đau. Con nhớ, từ nơi đó con người đi đến chỗ thành công phải lót cái nền tương lai thất bại để nâng sự thành công lâu dài. Còn nếu như không tính về sự thất bại mà luôn luôn cho rằng mình sẽ thành công thì lỡ chúng ta thất bại, chúng ta sẽ rất hụt hẳn và chúng ta đi đến tiêu cực của cuộc đời mình. Đây là bài học tập cực kỳ quan trọng, phải nhớ. Nên thí dụ như bây giờ chúng ta sống với một con người, người ta yêu thương mình vô cùng, cực kỳ thương yêu mình luôn, nhưng mình luôn luôn vẫn có cái đề phòng, nếu như một ngày nào họ không thương mình nữa mình sẽ như thế nào, thấy chưa? Thì mình luôn luôn đặt cái câu đó. Mình đặt câu đó không phải là để mình nói với họ hoặc là mình không nói với họ. Mình nếu nói, như đủ duyên mình nói với họ. Thí dụ như hai vợ chồng sống với nhau, chồng rất thương, chồng rất chung thủy, chồng rất tuyệt vời, số 1. Đã là chồng số 1 thì cũng nhiều người nhìn chồng mình là số 1. Đã là thằng chồng trong tâm mình quá tuyệt thì rất nhiều phụ nữ cũng nhìn chồng mình tuyệt. Thì mình nói với chồng: chồng ơi, tôi rất là thương chồng, chồng cũng rất thương tôi, nhưng tôi hỏi chồng, nếu một ngày nào tôi không thương chồng nữa, chồng sẽ như thế nào? Mình coi cái chồng trả lời sao. Cái giao tiếp đó đó là vợ chồng sẽ rất là vui, nói chuyện rất là hay. Ví dụ như, còn nếu như một ngày nào chồng không thương tôi nữa, chồng hỏi tôi sẽ làm sao đây? Nên từ nơi đó có những cái góc độ trước khi sự việc chưa đến. Đây chỉ là một cách giao tiếp thôi, hiểu chưa? Để chuẩn bị những sự việc có khi xảy ra, lỡ khi xảy ra. Nếu như chúng ta cho rằng sự việc này nó không bao giờ xảy ra, mà lỡ nó xảy ra rồi sao? Trong cuộc đời bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra. Nên chúng ta nên chuẩn bị những cái nó sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, hiểu chưa? Con người mà sống vậy thì thôi quá tuyệt vời rồi. Chúng ta làm gì dùng hai cái dùng những cái danh từ gọi là tôi bị hụt hẳn? Không có đâu. Tôi đã chuẩn bị rồi, hụt hẳn gì vậy? Trong cuộc đời này thành thì bại, được thì có sẽ có mất, sanh thì có diệt, không có cái gì mà tồn tại chứ. Nó sự thành công gì trong cuộc đời này, bạn nên nhìn cái thành công đó là đi đến mục tiêu gì. Như hiện tại những đức đi tu, những đức cũng có được chút thành công, nhưng những đức nhìn ra thành công này là thành công về cái gì? Nếu như sự thành công này chỉ đổi lại cho những đức vật chất và danh tiếng thì sự thành công này của những đức là thật sự nó hư danh quá. Nhưng sự thành công một chút này của những đức là làm được những việc ý nghĩa và đưa ra một số tư tưởng cho người khác, thì những đức cảm giác rằng sự thành công này những đức rất là mừng. Vì ít gì cuộc đời những đức cũng làm những việc gì đó trong cuộc đời mình thật sự có ý nghĩa. Nên những đức rất là mừng vì sự thành công một chút xíu nào đó mà mình đã gặp được và có cơ hội. Còn nếu như bây giờ mà cho những đức sự thành công là tiền bạc vàng dòng nhiều, người đẹp nhiều, danh tiếng nhiều, thì đây vẫn là hư danh, nó vẫn là được và đi đến mắt. Tại vì tiền bạc trong tay mình một ngày nào cũng tay người khác à. Còn vợ của mình hay chồng của mình thì một ngày nào mình cũng xa nhau thôi. Dù có thương nhau cả đời thì một ngày nào cũng phải chia lìa thôi. Nên bây giờ tôi hỏi anh hỏi tôi, đó không phải là tôi nói về chuyện mà tôi với anh như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói rộng ra, một ngày nào chúng ta cũng phải già thôi, đúng không? Đi đến vô thường rồi đó. Một ngày nào chúng ta cũng già thôi anh à, em à, hiểu không? Mình nói những điều đó đi, để bản thân mình nên trân quý những giây phút mình được ở bên nhau. Mình nên chân thật, nhiệt tình, hết lòng. Mình nói gì vô thường thì mình sẽ trân quý cái nhân duyên mình được ở bên nhau. Còn nếu như mình không nói vô thường, mình nói rằng là cuộc đời mình còn dài lắm, rồi mình sẽ đánh mất thời gian của khi được gặp nhau thì sao? Có nhiều con người ta đó, vì vật chất, vì của cải, vì tiền bạc mà người ta đã đánh bỏ thời gian mấy chục năm của cuộc đời. Khi nhìn lại người ta có vật chất nhưng người ta đã mất mát quá nhiều tình cảm ở trong cái cuộc đời người ta, mà vì vật chất mà người ta đã bị đánh mất đi tình cảm. Có nhiều người, rất là nhiều người trong cuộc đời này, họ nói câu gì nè quý vị? Nói gì nè? Khi có tiền, có danh, có điều kiện, có nhà đi rồi lúc đó vui. Những đức nói tại sao quý vị có một cái nghĩ nó cực kỳ kém như vậy? Tại sao quý vị có cái nghĩ như vậy? Tại sao quý vị ngày nay quý vị không chịu vui cho tốt đi?
Nghèo thì vui trong cái nghèo, đỡ đỡ thì vui trong đỡ đỡ, giàu thì vui trong giàu. Thì từ nơi đó thì mấy chục năm cuộc đời chúng ta không bị đánh mất, mấy chục năm không có niềm vui. Nếu như mấy chục năm chúng ta không có niềm vui, khi chúng ta có điều kiện rồi thì chúng ta không có khả năng vui, vì chúng ta đã bị đóng băng đầu óc của cái vui à. Chúng ta chỉ có lo và bận tâm không à, không có niềm vui. Hiểu chưa? Cái bài học tập này đúng là nó đáng giá lắm đó, thật sự. Nếu như người có thể nhận thức được, những đức nói rằng là cách học tập này gọi là cách học tập trí thức chứ không phải tầm thường đâu quý vị. Có nhiều người người ta cho người ta là trí thức đó, nhưng mà ta quên đi cái sự học tập gần gũi nhân sinh nhất trong cái cuộc đời này. Cái nhân sinh nó mới sanh ra trí thức thật sự của nó. Hiểu quý vị? Có nhiều người ta đi học Phật á, người ta cho rằng Phật Pháp là một đỉnh cao gì mà người dối không tới. Bậy quá. Phật Pháp là một tầm ngắm, một cái góc độ cầm bắt, giữ gìn rất tiện, chứ không phải là một cái cao gì mà chúng ta không nắm chụp được. Đừng cho rằng Phật Pháp nó có một cái mờ ảo gì, không phải đâu. Nền giáo dục của Phật Pháp cực kỳ gần gũi và cực kỳ nhân sinh. Họ phù hợp trong mỗi lĩnh vực của một con người và phù hợp trong mỗi thời đại phát triển hay không phát triển. Thời cuộc nào Phật Pháp cũng áp dụng vào được. Đòi hỏi là con người hoàng đạo đó, họ có khả năng để phù hợp vào nhân sinh trong thời cuộc đó hay không, thì Phật Pháp sẽ phát triển hay không là do người đó. Hiểu chưa? Đó. Nên những đứa thấy học Phật đúng là quá tuyệt vời. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Vì sao không học? Nếu học được thì tuyệt quá. Bởi vì học Phật làm gì bị tiêu cực? Không có tiêu cực. Lúc nào cũng tích cực sống. Quý vị coi, trình độ những đức học lớp 3 ở lại 9 năm. Tại sao những đức giảng thuyết nhiều vị nghe như vậy? Những đức đâu có trải qua trường lớp giảng thuyết gì đâu. Chỉ có chính bản thân mình cảm thọ và cảm nhận. Lấy cảm thọ cảm nhận của mình để đem ra chia sẻ thôi. Tôi đang cần cái gì? Nhu cầu tôi đang cần cái gì? Và tôi cần bạn đang đến với tôi như thế nào? Tôi cần vợ đến với tôi thì sao? Tôi cần chồng đến với tôi thì sao? Những việc chúng ta cần mà quên đi, người ta cũng cần. Người ta cũng cần như mình cần. Mình chỉ biết cái góc độ mình cần mà quên đi người ta cần. Thì bạn làm gì có được cái bạn cần người ta đến với bạn được. Bạn phải đến với người ta cần, rồi người ta sẽ đến với bạn khi bạn cần. Đúng không? Bạn hãy đặt bạn vào người khác, bạn sẽ có cảm giác liền. Bạn sẽ có cảm giác. Như hồi sáng như Đức chia sẻ không? Những cái điều chia sẻ mà người ta cho là thô thiện, nhưng quý vị nghe, nghe kỹ nha. Gác chân lên chán nghe kỹ nè. Những đứa khi rửa nhà vệ sinh, ban đầu rửa nhà vệ sinh, hồi đó mới vô chùa, có nhiều người già trong chùa đi không kịp. Khi người ta đi không kịp thì người ta đi bãi bãi ở ngoài tùm lum hết. Ban đầu những đứa rất là tức tối. Từ từ những đứa suy nghĩ ra rằng tại sao mày lại tức tối. Mày là đi dọn dẹp thì người ta bày ra thì mày mới có cơ hội để dọn dẹp. Nếu không ai bày ra thì cần mày để làm gì nữa. Thằng Hiền, mình nói với mình vậy đó. Nghe không? Mỗi lần dọn dẹp gọn thì thấy thoải mái ghê. Mà mỗi lần mà thấy một đống phân, bà già bà đi ra thì tức liền. Vừa gặp đống phân là tức. 5-10 lần như vậy, ngồi suy nghĩ lại, tại sao mày ngu như vậy? Mày gặp đống phân là mày tức. Tại sao mày không mừng khi gặp đống phân? Nó đổi tư tưởng, đổi sự tư duy lại. Thì bắt đầu là nhận đức đổi lại. Thì bữa sau nhà đức gặp đống phân, nhà đức chạy lại nhà đức hốt đống phân liền. Mà hốt bằng tay không luôn, trơn luôn. Bỏ vô trong cái cầu tiêu, dội cho sạch. Hốt lấy tay hốt, hốt bình thường. Rồi xong từ đó về sau nhà đức đổi lại tư tưởng là mỗi lần gặp đống phân là cảm thấy rất mừng. Nên hai thằng làm nhà vệ sinh mỗi lần gặp đống phân là dành nhau để hốt. Từ đó về sau vô cùng an lạc. Thấy chưa? Đổi cái tư duy của mình lại thôi quý vị. Đổi lại, sửa lại sự tư duy đó. Nó nên từ nơi đó mình bị người ta chửi là mình thấy đau lòng vô cùng. Mình nói tại sao mình lại bị lời chửi của người ta làm mình đau lòng. Khi người ta chửi mình một cái thì giống như bị trúng một mũi tên. Mà mình lại không có khả năng để nhìn nhận, để rút mũi tên ra. Mà mình lại bị trúng nhiều mũi tên thì mình quá dại khờ. Ví dụ như chồng hay vợ thương yêu mình mà lỡ người ta dùng những lời làm mình đau lòng, là mình đã bị trúng tên.
là vì mình đem vào để trong tâm nên trúng tên một lần. Mình đã kinh nghiệm khi trúng một mũi tên thì chúng ta kỳ sau chúng ta phải có góc độ là cái tác động của chồng giống như lọt qua tay này chạy qua tay kia thì chúng ta không bị trúng tên. Nhưng nếu chúng ta đem lời tác động nó bỏ vào tâm thì chúng ta bị trúng tên. Mà trúng tên xong đêm lại không ngủ, nằm đó khóc, ấm ức, tức tối, đau lòng, hút hít, ngồi khóc, nằm khóc, không ngủ. Vậy thì mỗi lần đau lòng là mỗi lần trúng thêm một mũi tên. Một mũi tên đã đau rồi, vậy mà chúng ta còn làm cho nhiều mũi tên bắn vào người mình thêm. Ai là làm mình trúng nhiều tên như vậy? Phải mình không? Phải mình làm cho mình trúng nhiều tên không? Suy nghĩ đi. Đó. Ví dụ như bao nhiêu lời hứa hẹn người ta dành cho mình chỉ là lời nói mà. Người ta còn nói một câu: lời nói như gió thổi mây bay. Đã là gió thổi quý vị có chụp gió lại được không? Đã là mây bay quý vị có chụp mây lại được không? Đã là sương sáng quý vị có thể giữ gìn được không? Không. Đã là lời nói như gió thổi mây bay thì dù cho cái lời có ngon ngọt cỡ nào nó chỉ có ngon ngọt lúc đó. Mà quý vị lại đem lời đó lại để vào tâm mình để làm thành dư âm, dư âm lâu dài. Rồi cuối cùng lỡ một lời nào tác động ngược lại lời dư âm đó thì chúng ta lại nghĩ ngày xưa tại sao bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu lời tốt mà bây giờ lại tác động nhau làm nhau đau khổ như vậy. Thì bản thân chúng ta lại nghĩ những lời ngày xưa, bao nhiêu lời hứa hẹn, mình lại trách người ta là tại sao bây giờ lại lừa dối với mình. Thì người ta trả lời một câu rất đơn giản thôi: vì ngày xưa tôi thương nên tôi nói nhiều lời tốt, còn bây giờ tôi không thương thì tôi nói toàn những lời không tốt. Được không? Tôi có quyền mà. Tôi có quyền khi tôi thương tôi sẽ nói bao nhiêu lời tốt với bạn, được không? Bây giờ tôi nói với bạn, tôi muốn thu phục trái tim bạn, không lẽ tôi nói những lời xấu không? Tôi nói những lời xấu làm sao tôi thu phục được trái tim bạn? Nhưng khi tôi thu phục được rồi thì trái tim này đã thuộc về tôi. Tôi có quyền sử dụng trái tim này, được không? Thì lúc tôi không cần trái tim này nữa, tôi sẽ dùng bao nhiêu lời để tôi vỡ nát trái tim này, được không? Bạn có khả năng bị vỡ nát hay là không bị vỡ nát là do bạn. Bạn có giữ được trái tim bạn hay không? Hay là bạn đem toàn trái tim của bạn đi đưa cho người ta, để cho người ta muốn vỡ nát thì vỡ nát, muốn tồn tại thì tồn tại. Người ta không có quyền đó. Cái quyền là do bạn quyết định, chứ không có ai là thu phục được bạn cả. Nếu bạn hiểu được điều này thì lúc mà người ta nói những lời ngon ngọt thì chúng ta cũng cảm thấy bùi tai tốt. Khi người ta nói những lời đau lòng thì mình thấy đến lúc nó chỗ bộ mặt thật rồi, tù. Hiểu chưa? Thì quá tốt rồi, đặc biệt vô cùng ha. Nói quý vị đi đến đây quý vị nghe nó về tâm lý không? Tâm lý giỡn nó nghe. Từ nơi đó nó đi tìm đâu bác sĩ tâm lý xa vời còn tốn tiền ha, đi đến đây mỗi tuần thứ bảy. Đi đến đây mỗi tuần thứ bảy nó sẽ điều chỉnh cho quý vị dùm, chỉnh đốn cái tâm lại. Chùa mình mà chỉnh đốn là không có tác dụng phụ nghe. Chỉnh quý vị từ từ ngon lành luôn á. Nó mấy cô vô chùa mình tại sao mà càng ngày càng trẻ biết chưa? Chỉnh đốn cái tâm lại. Nên các ông chồng, các bà vợ nếu chưa đi đến chùa được thì nên nghe qua công đoạn này để tạo điều kiện cho vợ mình đi đến chùa này, để nhờ ông thầy này chỉnh đốn cái tâm lại giùm mấy ông. Hiểu chưa? Vợ ông thầy chỉnh đốn giùm cho. Mấy ông nói không, vợ tôi để tôi chỉnh. Ông chỉnh không được, ông chỉnh không được thì giao vợ ông cho tôi chỉnh giùm cho, chỉnh hình giùm cho. Hiểu chưa? Chỉnh xong rồi không mắc miếng thịt nào hết, trả lại cho ông đàng hoàng. Mà còn biết chuyện, biết ngon lành nữa chứ, biết cách khéo léo giao tiếp đồ nữa, vui vẻ nữa, đúng không? Không cần uống viên thuốc nào chứ, mà rất đặc biệt đó. Có nhiều người ta bị mất ngủ, người ta vô chùa mình hai tuần sau người ta ngủ quá trời, ngộ ghê. Mấy vị thấy lạ ghê không? Vì sao? Vì giúp cho họ cười viết mà điều chỉnh cái bộ não họ lại, thần kinh của họ nó đỡ căng, tự nhiên họ ngủ được thôi. Con người ta ngủ không được mà ta càng muốn ngủ thì nó càng căng thẳng. Đã là ngủ không được rồi thì đừng có nên nhắm lại. Càng nhắm thì cái hệ thần kinh
về cái đôi mắt của mình càng căng ra cao độ. Quý vị biết rằng cái đường dây thần kinh cao nhất là ngay môi miệng mí mắt nhiều, rất nhiều cái hệ thần kinh nó kết hợp cùng với bộ não của mình. Nên khi con người mà căng thẳng không ngủ được thì đừng nên cố gắng nhắm mắt ngủ, mà nên trở lại trạng thái tự nhiên của cặp mắt mở ra. Nếu quý vị biết phương pháp nữa thì nên niệm Phật chậm chậm và mở con mắt ra, đừng chớp. Mở một chút rồi thì nó tự mỏi, mỏi xong thì nó sụp mi. Quá hay, đúng không? Còn bây giờ đã ngủ không được mà cố công nhắm, cố công nhắm thì nó làm cho cái hệ thần kinh bị căng. Căng ra thì cố công nhắm thì nó lại thành nhức đầu, và nó mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Tại sao quý vị không dùng phương pháp niệm Phật để kết hợp đi dịu hệ thống thần kinh căng thẳng? Mở mắt ra, dịu mắt bình thường, mở ra rồi cứ niệm Phật chậm chậm, mở hoài vậy đó. Nếu nó mở được lâu thì quá tốt, niệm được nhiều. Một chút rồi nó sẽ tự mỏi mắt, mỏi quá trời mỏi à. Thì lúc đó quý vị nói không cho mày nhắm luôn, mày muốn mở, tao chơi với mày luôn, mở ra con. Đó, bây giờ mày muốn thức đúng không? Thức tớ luôn, thử coi. Thì cuối cùng nó sợ quý vị quá, nó phải ngủ. Nên cái thằng ma thức nó muốn chơi với thằng ma ngủ, hiểu chưa? Thì chúng ta phải có cách đối phó phù hợp. Nên mong rằng những cái bài học tập này á, mỗi một người chúng ta nghe sẽ có sự hữu ích. Và các cháu còn nhỏ nhỏ đây á, các con nghe cái việc chữ hiếu là việc quan trọng nhất. Nhớ nè, nói thật không được nói lời giả dối nghe. Có bé nhỏ nào ở đây nói lời giả dối với cha mẹ không? Đưa tay lên coi. Đưa tay cao lên, có không? Bé nhỏ. Vậy là các bé đang ngoan quá, cho chàng pháo tay nghe. Các bé nhỏ ở đây không có bé nào nói lời giả dối với cha mẹ, cho nên vì các bé ngoan, biết nghe lời, nên toàn là nói thật với cha mẹ đàng hoàng. Rồi có bé nhỏ nào ở đây mà khi cầm điện thoại chơi mà ba mẹ kêu nghỉ sớm đi con, sáng đi học mà khó chịu không? Đưa tay lên coi. Có không? Đưa tay cao cao lên á. Có không? À, có vài bạn thôi à, công nhận đặc biệt ghê nha. À, xài điện thoại mà ba mẹ kêu nghỉ là cắt điện thoại liền, hiểu không? Nó chứ đừng có dậm chân dậm cẳng nghe. Ở đây có bé nào mà khi chơi điện thoại mà tới giờ mẹ nấu cơm xong dọn cơm ra rồi mà kêu lại ăn cơm mà không lỡ ngồi ăn, mà cứ ngồi cầm điện thoại bấm hoài để mẹ kêu thêm vài tiếng nữa, mẹ phải khó chịu gì mình không? Có bé nào vậy không? Đưa tay anh coi. À, có một bạn rồi, hai bạn. Ô, có bạn trong chùa giỏi quá, đưa cho nhàn pháo tay coi. Những điều mà nhà Đức nhắc đây là các con hãy tự xem lại mình rồi tự điều chỉnh lại. Nếu là có mà chưa có đưa tay thì các con nên điều chỉnh lại cái tâm các con làm sao đúng như lời của đại chúng người ta vỗ tay khen các con đó. Tự các con điều chỉnh lại đi. Nó thời gian con người mình không phải chỉ chôn vào chiếc điện thoại không đâu các con. Chúng ta còn có nhiều cái suy nghĩ hay hơn ha. Các bé nhỏ đây mà nếu có góc độ nghe, các con nên lập ra một cái trang Facebook của các con để đem giáo dục những bài học tập này để vào cái trang của mình để giới thiệu cho các bạn bè. Nếu như các con mà có góc độ này thì phước các con rất là lớn luôn. À, nếu mà bé nào biết niệm Phật nữa thì biết lấy những cái trang, lấy những buổi giảng ngắn của những đức, lập cái trang TikTok nhanh nhất luôn, bỏ vào trang đó để cho nó chạy nhanh nhất để giới thiệu cho các bạn về những bài giảng ngắn nhất, chỉ có mấy phút, 5 phút đổ lại, 1 phút, 2 phút, nhanh nhất luôn. Có nghĩa là các con còn nhỏ, đi vào cái trạng thái nhanh nhất để giới thiệu học pháp, giới thiệu giáo dục. Nếu các con có khả năng này quá hay rồi, thấy không? Nếu như các con mà dành thời gian cho những cái công việc này thì thôi, cuộc đời các con tuyệt vời. À, lập ra trang như vậy để lập ra một cái trang cá nhân đặc biệt, sau này những buổi giảng của những đức các con có thể giới thiệu được, mà các con cũng có thể kiếm tiền được trên mạng luôn. Tại sao các con không làm những việc này? Vừa đem Phật pháp giới thiệu mà vừa cũng có điều kiện để đỡ đi cái chuyện lấy tiền của cha mẹ. Nếu như các con dành vào thời gian này thì đỡ tối đa cầm điện thoại bấm tào lao. Bây giờ làm việc gì đi, vẫn có phước mà, tại sao không làm?
Con người có góc độ kinh doanh thì nhiều mặt chúng ta đều có góc độ kinh doanh. Tại sao chúng ta không kinh doanh cái được lợi ích cho mình và cho người? Tại sao không làm điều này? Nếu làm được điều này thì tuyệt vời. Những buổi giảng này không dễ, mà có người giảng các con chỉ cần lấy xuống thôi, đem bỏ lên, giới thiệu từ từ trở thành cái trang mình nổi tiếng gì sao. Chúng ta chấp nhận đầu tư 3 năm sau, trang của chúng ta rất nhiều người biết đến. Thì lúc đó các con dùng cái trang mạng của các con để làm việc luôn đó. Không giỡn đâu nghe các con, đặc biệt lắm á. Còn hơn là những người người ta đi quay đầu này đầu kia, đi câu cá, đi bắt ốc, để người ta bỏ lên cái trang người ta để câu like. Mình đem Phật Pháp ra để câu like, cho người ta vô Phật Pháp luôn. Vậy thì cái việc làm này của chúng ta quá đặc biệt, vừa lỡ mình lỡ người, việc làm này có ý nghĩa. À, những đức để ý người vô chùa mình tu, ở trong chùa mình luôn, có nhiều người như bản thân những đức ngoài đời ngày xưa nghèo lắm, nhưng mà từ khi mà tiếp nhận nền giáo dục của Phật Pháp, hình như hồi đó giờ lâu ghê, những đức có bao giờ nói những đức nghèo đâu. Hồi xưa mình cứ nói mình nghèo hoài, hoặc là các cô, các thầy, các cụ trong chùa mình không nghe ai nói nghèo chứ. Mà ngày xưa là mình đi đâu là mình ưa than mình nghèo. Mà từ khi mà tiếp nhận nền giáo dục Phật Pháp tới giờ là không nghe nói tiếng nghèo, mà ít bao giờ nghe nói tiếng khổ nữa. Còn vậy thì con người mà ít bao giờ nói mình nghèo và khổ, vậy phải là người hạnh phúc không? Quá hạnh phúc luôn. Nên có những người người ta ngoài đời, người ta giàu đó mà người ta vẫn nói người ta nghèo, người ta cũng than người ta khổ nữa, lạ vậy đó. Nhưng mà từ khi mình tiếp nhận nền giáo dục tới giờ, mình biết Phật Pháp, mình biết đủ, nên bản thân mình ít bao giờ mà mình than van hoặc là mình nói mình nghèo khổ gì hết. Tại vì mỗi ngày mình có cuộc sống là mình thấy được rồi, chứ mình không có chi cầu quá đáng nên mình thấy mình đủ. Còn thường thì mình chi cầu quá đáng nên mình thấy mình thiếu. Nếu mà so sánh với ngày xưa khi mà mình mà không có gì, thì bản thân mình bây giờ đã có nhiều, vậy mà mình vẫn thấy nó thiếu. Là vì mình không biết đủ thì thấy nó thiếu. Bây giờ mình tiếp nhận nền giáo dục Phật Pháp thì mình thấy đủ. Mình tiếp nhận rồi thì mình thấy đủ, thì tự nhiên mình đâu có bao giờ than nghèo, than khổ gì đâu. Mà gương mặt nó thường tươi rói, thường cười, thường vui. Này là những đứa thấy quá hay đó. Nên là những đứa thấy mà buổi chiều các cháu nhỏ nó được đi đến chùa mình thứ bảy á, thấy hay quá. Cháu nó vui quá trời luôn. Cái thằng trai này rồi nó chơi với bạn bè vui quá. Nhưng mà mai mốt mà các con đừng có chơi cây nha, đừng có cầm cây quơ quơ quơ. Lỡ mình đi vô chùa cái tự nhiên mình cầm cây quơ 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 trúng mặt trúng mày cái thấy kỳ. Về nhà có khi là nói là do vô chùa chơi mà bây giờ bị mặt mày chày chuột nha. Các con có được có thể chơi vui vẻ này kia, nhưng mà đừng có cầm cây quơ. Nãy như Đức đi vòng thấy mấy thằng trai cầm cây quơ quơ, những đứa kêu dẹp cây đi con, biết nghe lời chạy đi dẹp cây, thấy không? Nên thí dụ như mấy nhỏ gái nhỏ nhỏ này đồ, thứ bảy mình về cái các con mua, để như Đức mua một số cặp vợt chứ, đánh cầu đá cầu đồ chơi, những cái trò chơi nó rất là đặc biệt lành mạnh, mình chơi cái trò chơi gì đó vui, thấy không? Tại vì các cháu mà thứ bảy nó được về tập cho nó sống linh động một chút xíu. Cho nó là ở nhà bốn bức tường nhỏ nhỏ nó khép nhỏ lại, bây giờ mỗi ngày bấm điện thoại suốt. Hoặc là học thì mỗi ngày quá nhiều tiết học, nó làm cho tuổi trẻ mà đầu óc các cháu nó cũng bị căng thẳng. Thấy không? Nó từ nơi đó mà mình bây giờ giúp cho các cháu nó được đi đến chùa để cho nó linh động một chút. Nó cảm thấy đi đến chùa nó được chơi, đứa nào thích đánh cầu thì đánh cầu, đứa nào thích đá cầu đá cầu. Từng thứ bảy sau những đứa mua cho, lợi là được chơi nghe.
mua khoảng cỡ 20-30 cặp, rồi vài chục trái cầu đá, thì mấy cô cũng được đá nữa. Cô lớn lớn nè, đá nổi thì đá thôi. Hoặc vài chiếc banh mũ. Banh mũ chơi vui hơn là banh banh da. Banh da đá mạnh trúng đau, banh mũ thì không sao, thấy không? Tự nhiên đi đến chùa mình thấy nó vui thì sao? Rồi các cháu, các con bắt bồ với nhau, con chơi dưới quê nhà Đức miền Tây ưa nói bắt bồ. Cặp bạn á nha, mình chơi chung nha, bạn nữ, nam ra nam riêng biệt, nha. Tự nhiên các cháu đi về chùa thấy nó vui, mà mỗi tuần nó trông chờ tới ngày thứ bảy nó đến, nó học tập được lợi ích, rồi trước thời gian đến sớm sớm một chút được vui. Nên cha mẹ phụ huynh của các cháu á, nên tạo điều kiện cho các cháu mỗi tuần thứ bảy được đi đến đây. Cái điều này rất là hay nha. Điều này hay lắm á, giúp cho các cháu được vui vẻ nè, hoạt bát nè, rồi các cháu được tiếp nhận giáo dục. Hôm nay sinh nhật của các cháu nghe, có ba cháu. Chúng ta đều biết rằng là ngày sinh nhật là ngày để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, chứ không phải là đòi quà. Các con phải nhớ điều này, nhà Đức nhắc rất là nhiều. Thì bây giờ đọc tên các con lên đây ha. Chúng ta niệm Phật 10 câu để mà hồi hướng cho cha mẹ của mình luôn. Nguyễn Hoàng Hải Đăng 10 tuổi, Hồ Quỳnh Giao 10 tuổi, Lã Đức Mạnh 9 tuổi. Ba bạn. Đây là con heo mà bữa đó nhà Đức cho con hay gì? Thấy không con? Hay con heo con mua? Con mua luôn. Con bỏ ống vô đây hả? Mà tiền đâu con bỏ ống? Dạ mẹ cho. Đúng rồi, câu này con nói bình thường thôi. Mẹ cho con đi học, rồi con xài nhín một chút, rồi con bỏ ống heo. Bình thường gì đâu, chứ đâu phải là mẹ cho mình mà bỏ ống vô đây mà mình ngại đâu chàng. Chứ con nhỏ gì con làm gì ra tiền đâu. Thì mẹ cho, ba cho, anh cho, chị cho, cô chú cho, con xài nhín một chút, con bỏ ống heo để con cúng dường tam bảo cho thầy nuôi người già, đem cái phước báo hồi hướng cầu an cho cha mẹ con, ông bà con. Đúng rồi, vậy đó con, trả lời vậy đó nghe. Đó, để mai mốt á, tuần sau là mỗi lần sinh nhật sau này là Như Đức tặng cho con heo. Đó, tặng cho con heo, cứ sinh nhật là tặng con heo. Hay đó nghe quý vị, giúp cho các cháu này tu phước duyên. Thật sự thì con heo con bỏ vô đây á, một chút đỉnh tiền này thôi, những đứa cũng có quan niệm về tiền của con đâu. Nhưng mà những đứa quý cái tâm của con á, mà một đồng một cắt đó con biết bỏ vô cúng dường tam bảo để tu phước duyên sau này cho con, nghe không? Chứ con đừng có nghĩ rằng ôi để dành từng cắt đem đưa ông thầy hết trơn, đừng có nghĩ gì nghe. Đây là con cúng dường tam bảo để những đứa nuôi người già, con có phước, hiểu không? Đây là việc làm rất là ý nghĩa. Đây tặng con món quà nào. Bạn kia, các bạn khác không có ngại nghe, người ta bỏ ống cũng được, mà mình không có bỏ ống cũng không sao, không có gì cả, nghe chưa con? Ví dụ như các con đi, những đứa cho con heo đi, các con bỏ ống 1.000-2.000 lâu lâu các con đem ra con heo ra, các con đi đến đây các con nói vậy nè, các con nói gì nè, thầy ơi con heo này á, thầy xong thầy trả con heo lại cho con. Rất đặc biệt luôn. Nhưng Đức xin yêu chú công chúng là đứa bé này như vậy đó. Đứa bé này có chữ hiếu đối với cha mẹ, dành dụm từng cắt để đem gỡ lại cho cha mẹ của mình, phụ cho cha mẹ của mình. Điều này Nhân Đức tán thán các con đó, chứ không phải là cái chuyện các con đưa con heo Nhân Đức mà Nhân Đức mới tán thán. Không phải đâu, chỉ các con mọi cách luôn đó. Nên tặng con heo các con là có ý nghĩa, hay không? Nên tất cả các bé nên xem lại gia đình của mình, để chúng ta làm cái gì đó dù là một tấm lòng nho nhỏ đến với gia đình mình, nhưng tấm lòng nho nhỏ nhưng không nhỏ đâu nghe. Bây giờ chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu nè, hồi hướng cho cha mẹ mình còn sống hoặc đã mất nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A-di-đà-phật.
di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh. Hệ tịnh độ. À, các bé nhỏ về chùa nhà Đức rất là thương các con, nên mong nhờ cái quay lực Tam Bảo các cháu về đây, bé nào nhờ cái phước mà các con về ngoan hết, cháu nào cũng dễ thương, thông minh học giỏi nghe. Sau này lớn lên sống làm người sống có ý nghĩa, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nhớ à, chúng ta đem cái công đức niệm Phật nè, nghe thầy Đức chia sẻ đạo làm con nè, phóng sanh nè, đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là hòa thượng, mình biết ơn hòa thượng xây chùa, rồi hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của mình, mong cho ông bà cha mẹ mình được bình an, rồi cầu an cho tất cả mọi người ai cũng được bình an vui vẻ. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả những người mắc chưa siêu thoát hay những hương linh bị nghiệp phá thai, lỡ mẹ mình đã từng phá thai, nguyện hồi hướng cầu siêu cho các anh các chị đã bị phá thai, và những hương linh bị phá thai đều được siêu thoát, và những người chết oan chết ức được siêu thoát. Nên gia đình mà có mang nghiệp phá thai, các cháu vì cái nghiệp phá thai được hồi hướng xong rồi không có làm phiền phức các cháu khi được sinh ra, không có tâm mà đố kỵ khi trong gia đình mẹ mình sinh đứa này mà không sinh mình, điều toàn là do cái nghiệp duyên của mình thiếu duyên thiếu phước nên mình không được sinh ra. Nên thôi giờ ở trong ngôi Tam Bảo biết tu hành để mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ chúng ta phóng sanh nghe các con. Các con từ một con ruồi, con muỗi, con kiến không được giết nghe, không có được sát sanh thì cái phước duyên các con lớn nè, sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Chúng ta đọc Tam Quy Y xong mình thả mấy con chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.